Vâng, cây hoa dâm bụt của bác. Dâm bụt. Dâng bụt ạ. Vâng. Được dâng lên ông tiên ông bụt đấy. Đẹp quá. Bên cạnh là một tác phẩm cây xanh. Đây hình như là một tác phẩm xanh thân trắng này phải. Xanh da trắng, đúng. Bề rễ rất đẹp. Thân cây có màu phơn phớt trắng. Từ gốc cho lên đến tay cành. Những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đều có chất lượng rất cao. Và giới thiệu với các bạn một tác phẩm nữa bên cạnh ngay bây giờ, đó là một tác phẩm cây xanh. Nhưng mà lại được biện thành như là một thành lũy như thế này. Đẹp thế. Phía trên tay tán quá tuyệt vời luôn. Và cái phần thân bệ rễ lại như thế này, nó trải ra như là một bức thành. Tuyệt vời. Không hiểu nghệ nhân làm tác phẩm này bằng theo kiểu gì cho được cái tác phẩm này lại đặc sắc như thế này. Đấy, đây là chiếu nghiêng. Chiếu nghiêng của cái phần bệ thân. Nó mỏng lại như là một bức tường. Đấy, sang bên này. Đấy. Mỏng lại như một bức tường.
đẹp quá. Mà không phải có một tác phẩm này thôi, ngay kế bên là một tác phẩm cũng tương tự như thế. Đó, toàn bộ là một quần thụ xanh tái tán tầng tầng lớp lớp, nhưng mà thân cây cũng xếp thành hàng và bện vào như một bức tường thành. Rất là đặc sắc. Chỗ này có 4 tác phẩm xếp thành hàng, có kết cấu bố cục giống hệt nhau, như là 4 bức phù điêu. Đó là tác phẩm thứ 2. Đến bức phù điêu thứ 3. Và bức phù điêu thứ 4. Hàng cuối cùng của 4 bức phù điêu là một gốc si rất là vĩ đại. Si này là si lá đỏ. Được ngự trên một cái chợ khay rất lớn. Chắc phải một bề 2 mét, một bề 1m6. Hơn đấy, một bề 2m rưỡi, 2m2 đến 2m rưỡi. Cổ thụ quá. Bệ rễ của gốc si. Cây si lá đỏ, điểm những cái lá đỏ cứ như bông hoa.
video này Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ kết thúc với một cây dâu. Gốc dâu tằm vĩ đại như thế này. Ồ xin lỗi, đây chưa chắc đã phải dâu tằm đâu. Bác Ngọ không ở đây để hỏi xem, bởi vì mới thoạt nhìn Đỗ Sinh nhìn thấy nó giống quá, nhưng mà ngắm kỹ ra thì không biết có phải dâu tằm không. Đây là lá của nó, không có một quả nào để có thể nói cho chắc chắn là cây dâu tằm. Nhưng mà cũng khả năng là dâu tằm thật. Từ cành, thân, vỏ thân. Rất tiếc là không có quả. Không còn quả nào. Hoa cũng không có. Xin mời các bạn xem những video tiếp theo.